Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cô Mai Trân. Hôm nay có chuyện nhà, xin nghỉ một bữa. Bây giờ cái đề tài hôm nay thưa quý vị, xem thử coi là giữa Bắc Kinh tức là Trung Cộng và Hà Nội sẽ như thế nào trong cái việc mà ông Tập Cận Bình lên đắc cử lên làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng lần thứ 3 tức là 15 năm cả thải rồi. Thì chúng tôi thấy cái tựa như thế này, chúng tôi làm cái tựa như thế này: quan hệ Việt Trung tức là Việt Nam Cộng sản và Trung Cộng, Bắc Kinh không chấp nhận sự can thiệp của bên ngoài, nghĩa là Bắc Kinh không có đồng ý Cộng sản Việt Nam liên lạc với bên ngoài, đặc biệt là với Mỹ. Đó là cái đề tài mà anh em chúng tôi sưu khảo tài liệu để phân tích cho bà con cô bác dễ dàng nhận định. Thưa quý vị, chúng tôi lấy tin của đài RFI. Đài RFI là một cái đài có thể đi sát với tình hình Trung Cộng và tình hình Việt Nam. Ngày 31 tháng 10, RFI viết: sau khi kết thúc đại hội đảng Trung Cộng lần thứ 20, ngày 23 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương mới của Trung Cộng đã bầu ông Tập Cận Bình lên chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Đây là nhiệm kỳ thứ 3. Ông Tập Cận Bình đã trở thành lãnh đạo thế lực nhất của Trung Cộng kể từ thời Mao Trạch Đông. Lãnh đạo Cộng sản đầu tiên đến gặp Tập Cận Bình là ai? Thưa quý vị, không có ngạc nhiên lắm. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm 30 tháng 10 năm 2022, ông đã bắt đầu chuyến viếng thăm Bắc Kinh đến ngày 2 tháng 11 theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Không những là người đi, có thể đi triều cống thì đúng hơn, Trung Cộng đầu tiên, mà thưa với quý vị, ông Tập Cận Bình là một cái người đã gửi ngày 23 tháng 10 vừa hay tin ông Tập Cận Bình đắc cử tại nhiệm, thì ông có gửi một cái thơ, quốc thư, đảng thư thì đúng hơn, cho biết luôn luôn Việt Nam Cộng sản coi trọng và sẵn sàng cùng với ông Tập Cận Bình đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và toàn diện Việt Nam và Trung Quốc lên một tầm cao hơn nữa. Hồi đó tới giờ là đã hữu nghị, láng giềng hữu nghị rồi, bây giờ ông nói là sẽ đưa lên một tầm cao hơn nữa. Đó là Việt Nam nói, ông Tập Cận Bình chưa nói nha thưa quý vị. Chuyến đi Trung Cộng của ông Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện đáng chú ý vì là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi ông tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp hồi đầu năm 2021. Ông Tập Cận Bình cũng là một cái người, thưa với quý vị, giống như ông Nguyễn Phú Trọng, đúng ra là ông Nguyễn Phú Trọng bắt chước ông Tập Cận Bình. Theo cái luật của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một người chỉ hai nhiệm kỳ thôi, nhưng mà ông dàn dựng, thưa quý vị, ông được nhiệm kỳ thứ 3, hồi thêm một nhiệm kỳ thứ 3 năm 2021, còn ông Tập Cận Bình
thì nhiệm kỳ thứ ba trong năm 2022, nếu nói là ông Tập Cận Bình là một cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản lâu nhất ở Trung Quốc, Trung Cộng, thì chúng ta cũng có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng 3 nhiệm kỳ lâu nhất, so trừ ra ông Hồ Chí Minh thì không nói gì, kế đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Trả lời phỏng vấn, bây giờ ý kiến của một số người theo dõi phân tích. Trả lời phỏng vấn của RFV Việt ngữ ngày 27 tháng 10, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore nhận định, ông này, chúng tôi lấy ý kiến của một người Việt nhưng mà ở Singapore, chuyên môn là làm trong cái viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Ông này không tên người là người gốc Việt, nhưng mà thưa với quý vị, không phải là một cái người mà ở trong nước Việt Nam đâu. Đây là lời của ông. Chuyến viếng thăm này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Trung Quốc là theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Cộng, chứ không phải là không phải là do cái đề xuất của ông Nguyễn, phía Việt Nam. Trung Quốc là phía chủ động mời ông Nguyễn Phú Trọng qua. Nếu như vậy thì chúng ta thấy như vua hồi xưa, mấy ông vua hồi xưa sau khi mà đánh đuổi được quân Tào rồi thì mấy ông không có đích thân mà đi qua đâu, mà cử đại sứ đi qua triều cống mà thôi, để chi, để hoàng đế của Trung Hoa thừa nhận cái người mới lên, thí dụ như vua Lê Lợi rồi đó, đó là An Nam Quốc Vương. Nhưng mà mấy ông này không có đi, mấy ông còn ông Nguyễn Phú Trọng dù là chủ tịch đảng, nhưng mà chủ tịch đảng ở xứ cộng sản là thưa quý vị cũng như là vua của một một quốc gia rồi, coi đảng nhà nước luôn mà. Ừ. Thì ông Nguyễn Phú Trọng là đi đi qua chính đích thân ông đi, chứ không phải là một ông đại sứ nào đi. Thành ra đây là một cái điều chúng ta thấy rõ rệt là ông Nguyễn Phú Trọng tự coi mình và coi cái chế độ cộng sản, thưa quý vị, là nhỏ hẹp hơn là Trung Cộng. Không đợi ông Tập Cận Bình mời qua mà đích thân ông đi qua thăm trước. Trong bối cảnh mà cạnh tranh căng thẳng giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng về Biển Đông mà thôi, chứ hồi đó tới giờ nói dùng chữ căng thẳng xung đột thì cũng có, hồi đó tới bây giờ thì Việt Nam mỗi lần mà Trung Cộng chiếm đảo biển đồ này kia thì cũng có nói là nói mà nói nhẹ nhàng thôi, nghĩa là yêu cầu đừng có xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, của tổ tiên Việt Nam để lại, thưa với quý vị, bây giờ chỉ còn có 7 điểm là Cộng sản Việt Nam còn kiểm soát, còn hầu như tất cả là do Trung Cộng kiểm soát hết rồi. Và cái Biển Đông, Trung Cộng đã tuyên bố có cái hình bản đồ là Trung Cộng tuyên bố đó là 90% là biển của Trung Quốc. Thưa quý vị, mỗi lần mà có lộn xộn gì, thí dụ như tàu Trung Cộng mà bắn chết những cái người người Việt đi khai thác biển đảo đánh cá rồi này kia đó, người Trung Cộng mà đánh chết, bắn chết, cướp tàu, cướp cá, thì Việt Nam cũng lên tiếng phản đối mà không có nói, và không có dám nói đó là tàu Trung Cộng, mà dùng cái chữ tàu là quý vị thấy rất là, nghĩa là cái sự
đối xử của Việt Nam quá tôn trọng, quá sợ sệt cho Trung Cộng, nên kỳ này ông Tập Cận Bình lên nhiệm kỳ thứ ba thì ông Nguyễn Phú Trọng đến viếng, tự động đến viếng, và trước đó 7 ngày đã gửi một cái công hàm đảng là muốn kết hợp lại, tăng cường cái sự thân thiết giữa Trung Cộng và Việt Nam. Mà như chúng ta biết, trong hai nước, một nước lớn như Trung Cộng mà còn Việt Nam nhỏ, mà có cái gì bàn giao với nhau, có cái gì mà thảo luận với nhau, cái thất bại, cái yếu thế là thuộc về cái nước nhỏ, chứ ít khi nào nước nhỏ mà thắng được nước lớn. Xin quý vị đừng rời máy, sau giây phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cái cơ khổ của người Việt Nam. Thưa quý vị, đất nước mình nằm trong cái lòng bàn tay của anh Trung Cộng. Xin quý vị đừng rời máy.